Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã tuyên bố vào thứ Ba hôm nay rằng chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 được trông đợi như một phần của đại dịch. Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng về việc liệu Canada có bắt buộc có chứng nhận đã tiêm chủng COVID-19 hay không, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng chứng nhận được trông đợi một cách tự nhiên như một phần của đại dịch. Ông nói, giống như trường hợp trước đại dịch, giấy chứng nhận tiêm chủng là một phần trong yêu cầu của các chuyến du lịch quốc tế đến một số khu vực nhất định, và đương nhiên sẽ được trông đợi khi nói đến đại dịch này và coronavirus. Thủ tướng Trudeau nói thêm, làm thế nào chúng ta thực sự triển khai điều đó để phù hợp với các đối tác và đồng minh trên toàn thế giới là điều mà chúng tôi đang làm việc ngay bây giờ để phối hợp. Canada đã đóng cửa biên giới đất liền và biển với Hoa Kỳ đối với khách du lịch hơn một năm trước trong nỗ lực hạn chế các trường hợp nhiễm virus. Nhưng trong những tuần gần đây, các tỉnh đã kêu gọi thắt chặt các biện pháp và hạn chế du lịch quốc tế để dập tắt sự lây lan của các biến thể có khả năng gây chết người và lan rộng khắp đất nước. Các quan chức khối châu Âu cho biết hôm thứ Hai rằng họ có thể bắt đầu cho phép người Mỹ trở lại nước này sớm nhất là vào mùa hè, tùy thuộc vào diễn biến của đợt bùng phát trong thời gian đó. Trong khi khái niệm về vaccine hoặc hộ chiếu miễn dịch đang nhanh chóng phổ biến ở khối châu Âu, vẫn chưa rõ liệu tất cả khách du lịch Hoa Kỳ có cần bằng chứng tiêm phòng để nhập cảnh hay không. Vào hôm Chủ nhật, thì Chủ tịch Ủy ban khối châu Âu là Ursula von der Leyen cho biết, một điều rõ ràng, tất cả 27 quốc gia thành viên sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả những người đã được tiêm vaccine mà đã được Bộ Y tế châu Âu phê duyệt. Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau lưu ý rằng, chúng ta vẫn chưa ở thời điểm này. Hiện tại, chúng ta đang tập trung vào việc vượt qua đại dịch này và chuẩn bị sẵn sàng đứng vững trở lại khi chúng ta đã vượt qua nó, ông nói. Nói bằng tiếng Pháp, Thủ tướng Trudeau nói thêm rằng, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để vượt qua làn sóng thứ ba này.